Xin chào quý vị đã đến với chuyên mục bản tin 24 giờ của GFS được phát sóng vào lúc 7 giờ tối các ngày trong tuần. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ điểm qua những thông tin đáng chú ý. Brazil có thể sẽ sớm sử dụng Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp. Theo Thứ trưởng Liên bang Aero Ribeiro cho biết, người Brazil có thể sẽ mua nhà, xe hơi và thậm chí thanh toán McDonald's bằng Bitcoin. Điều này có thể thực hiện được là nhờ dự luật 2.303/15 được thông qua vào ngày thứ Tư tuần trước. Luật sẽ cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho các loại tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, dự luật này sẽ phải đối mặt với một trở ngại cuối cùng trong việc thông qua trước toàn thể Hạ viện trong những ngày tới. Kể từ tháng 2, tỷ lệ lạm phát của Brazil đã tăng liên tục, với con số mới nhất trong tháng 8 là 9,68%. Nhiều người dân Brazil đã chọn đầu tư vào tài sản tiền mã hóa nhằm tránh khỏi sự lạm phát và bất ổn kinh tế. Bộ sưu tập crypto trên OpenSea thu về 17,7 triệu đô la. Crypto của Chainlink, một trong những bộ sưu tập đã ra mắt vào đầu tháng 9 và được bán hết sạch trên OpenSea và thu về số tiền khoảng 17,7 triệu đô la trong tuần đầu tiên. Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Dune Analytics, OpenSea đã ghi nhận khối lượng giao dịch NFT trị giá 136,8 triệu đô la vào Chủ nhật. Khối lượng giao dịch hiện tại đang có xu hướng tăng nhanh so với sự sụt giảm liên tục trong suốt tháng 9 vừa qua. Nigeria tạm ngưng ra mắt dự án Enara. Ngân hàng Trung ương của Nigeria đã thông báo hoãn khởi động dự án CBDC về đồng Naira để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 61 năm ngày thành lập của đất nước. Trong khi việc khởi động dự án CBDC của Nigeria đang bị đình trệ, các quốc gia khác vẫn đang đẩy mạnh kế hoạch tung ra đồng tiền kỹ thuật số của mình. Tính đến thời điểm đưa tin, Trung Quốc dẫn đầu với gói dự án đồng nhân tệ kỹ thuật số. Ngoài ra, các quốc gia khác như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đã có bước tiến mới trong những dự án CBDC của họ. Ở châu Phi, Ghana, Tunisia, Madagascar cũng đang tiếp tục nỗ lực triển khai dự án tương tự. Ngân hàng Hoa Kỳ đưa ra triển vọng tăng giá cho DeFi và NFT. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, công ty con của Ngân hàng Hoa Kỳ, công ty chứng khoán BofA, đã đưa ra một đánh giá đặc sắc về lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, làm nổi bật sự đổi mới đang diễn ra trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, DeFi và NFT. Báo cáo khẳng định rằng, với vốn hóa thị trường 2,15 nghìn tỷ đô la, trong lĩnh vực tiền mã hóa là quá lớn và không thể bỏ qua, nhấn mạnh rằng hệ sinh thái tài sản tiền kỹ thuật số đang phát triển vượt bậc, không chỉ ở riêng Bitcoin. Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo về sự biến động liên quan đến lĩnh vực NFT và cho rằng lĩnh vực này còn khá non trẻ, sẽ cần một thời gian chứng minh để có thể đạt được sự chấp nhận thực sự. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi những thông tin của GFS. Hãy like, share và subscribe kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!